rapper sing-along. You need to know that I'm a writer. Tonight we gonna set the streets on fire. All I need is a gas and a lighter. Okay, hello xin mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Wanna Gaming trong phần chơi Wanna Survival hay cái gì đó mà không nhớ nữa. Ok, chúng ta sẽ lại tiếp tục với phần chơi trước. Thì căn phòng sau lưng mình ở đây. Không biết trước mình dùng nó làm gì, mình dự định làm gì, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ có một cái mục đích cho nó, chính là làm cái gì nhỉ? Enchantment table. Enchanting table, đúng rồi. Đâu rồi, nhà mình có làm cái enchant table chưa? Chưa đúng không? Mình chưa làm enchant table nữa. Ok, thế chúng ta sẽ làm luôn. Rồi, kim cương và điện. Dốc, chúng ta sẽ có một cái enchantment table. Lấy xuống một cái thôi, đừng làm quá. Tốn lắm luôn á. Tốn hai cục kim cương quyển sách nữa. Chúng ta sẽ cần thêm một quyển sách nữa. Nhưng mà không có da. Ok, phải chịu vậy. Thì trước hết chúng ta sẽ đặt cái enchantment table xuống trước đi đã. Đặt cho cẩn thận nha. Không là phải có siêu touch mới gỡ được nó ra. Enchantment table, quyển sách nó vẫn bị nghiền thế này, khó chịu. Thôi thì ta sẽ cứ để nó đi. Chúng ta sẽ xử lý nó sau. Và chúng ta sẽ bắt đầu với công việc chính của ngày hôm nay. Ở phía trên này. Bước lên nào. Nào, sao mình bấm cái nút không ăn. Ừ, ok, được rồi đó. Bước lên, phía bên này mình không cho các bạn coi đâu. Thực chất cũng chả có gì cho các bạn coi đâu. Bên này mình mới đào hết đá ra và lấp đất lại cho nó đẹp. Và một cái thiết kế rất là quen thuộc. Rất là quen thuộc với những người ở đây. Nó chính là farm. Một cái farm nhỏ nhỏ thôi. Ở đâu? Ở đây. Ơ. Hay lắm. Màn hình của mình mấy nay nó bị vậy á. Nó cứ nhận cảm ứng của một điểm vậy thôi à. Nói chung là nó bị vậy đó. Khó chịu lắm. Rồi, ok. Chúng ta bắt đầu với công việc luôn, ngay lập tức. Thì thế này. Một cái thứ rất là quen với chúng ta, đó chính là một cái farm ruộng tầng. Nghe nói là biết nó là cái gì liền. Nhưng mà trước khi chúng ta làm cái đó, chúng ta sẽ có một cái xô nước để vô nè. Ngay vô chính giữa này chúng ta có một cái xô nước. Đó, lấy lại đồ, đổ nước vô. Xung quanh nó, nước nó sẽ có tác dụng để làm biến đất sôi này nè. Nó giữ cho đất này là vẫn còn là đất farm. Trong phạm vi 4 ô, ngang, dọc và chéo không? 1, 2, 3... đúng không? 1, 2, 3, 4. Mình làm sai mấy cái cột dấu móc này rồi. Thì đúng đó, là 4 ô đó, ngang dọc chéo. Mấy dấu móc làm sai rồi à. Thì cứ biết là vậy đi. Ngang dọc chéo 4 ô là nó sẽ không bị biến thành đất thường nữa. Đó, cái bên này đúng nè. Rồi, ok. 1, 2, 3, 4. Cái khu vực này là chính nhân chính với một ô nước ở giữa, là một cách tốt nhất để tận dụng một ô nước trong cái farm này. Tất nhiên là 3x3 cũng được, 7x7 cũng được. Mà thế này thì nó sẽ rộng rãi hơn. 7x7 thì trước đây mình làm 7x7 đúng không? Chứ mình nhớ mình đâu làm bự như vậy đâu ta. Lần này mình thấy hơi bự. Mà không sao, được hết rồi. Ok. Ở dưới này, tầng dưới cùng chúng ta lúc nào cũng là trồng lúa. Chứ bạn mình không đem một giống lên nữa chứ. Thôi thì chúng ta lại lên tầng nữa đi. Tầng thứ nhất lúc nào cũng lúa. Tầng thứ hai chúng ta sẽ có cà rốt. 2, 3, 4. Tới ô thứ 5 mình sẽ lên cái này. Rồi, đi qua. Các bạn thấy đó, đất nó đang màu mỡ dần. Đấy, đúng chưa? Tới ô chưa? Ô nữa nè. Rồi, đúng luôn. Bước xuống. Cạch. Đập cái đuốc đi và xây lên lại. Ôi. Ok, phải. Dư. Rồi. Phải nào? Đúng. Đúng rồi. Rồi, nãy giờ làm sai. Hèn chỉ thấy lạ lạ.
Vâng. Hồi nãy mình thấy lạ lạ nên mình mới muốn bị đơ một lúc đó rồi. Đó. Nên cái này vẫn là lên luôn nè. Cho lên cái nữa luôn đó. Rồi, đặt lại. Đúng chỗ. Rồi, bước qua easy game. Chúng ta lại đẩy ra nữa. 9 ra đây 9 nhân 4 đúng không? Đây 9 ừ đúng rồi, này 9. À 9 nhân 4 là 36 cục. 36 với 36 sẽ là 72. Được một stack cho 2 tầng. Mình chuẩn bị tầng 2 stack là nên mình không có lo nó hết đâu. Các bạn khỏi lo. Chuẩn bị hết cả rồi. Okay. Hiện tại mình cũng đang có một cái mob farm, một cái spawner chờ để chuẩn bị biến thành mob farm. Tuy nhiên chúng ta phải có thức ăn trước. Đấy. Thì ok, mình sẽ quay trở lại sau khi mình hoàn thành cái ruộng tầng này nha. Hiện tại thì ngoài trời đang mưa. Đó. Đó là tạm gác lại công chuyện ngoài đó. Chúng ta sẽ làm một quyển sách. Đâu rồi? Sách đâu? Sách đây. Chúng ta sẽ có bookshelf. Hai cái. Thêm cái nữa nè. Hai cái bookshelf. Rồi, bước vô trong kia. Để lại. Mở cửa. Sống vô. Hai cái và chúng ta có gì? Efficiency 1, efficiency 1, efficiency 1. Efficiency 2. Ui, efficiency. Chờ cần. Thấp quá, ta cứ từ từ mà làm. Từ từ đi, bình tĩnh. Ta còn một khoảng thời gian rất là dài mà. Bỏ luôn cái này nữa, bỏ vô luôn nè. Ta còn rất nhiều thời gian để ta làm đó mà, nên khỏi lo. Ok, mình sẽ đi làm vài việc để cho nó hết mưa đã, rồi mình sẽ quay lại. Ok, và những công việc ngày hôm nay của chúng ta đã hoàn thành. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem video này. Trong khoảng thời gian giữa hai tập, mình sẽ cố gắng hoàn thành hai cái farm này. Bên cái farm thường á, farm cái gì đó gọi là farm tầng á, mình sẽ rải đều cho lúa mì nó ra hết trọn vẹn ô ở dưới và khoai. Mình dự tính là trồng cà rốt, nhưng mà hiện tại mình không có cà rốt, mình trồng khoai đỡ. Khoai sẽ nằm ở tầng thứ 2. Đấy. Và bên này, cái farm bên phải của chúng ta, hiện trên màn hình đang bên phải. Thực chất là bên trái của mình, nhưng mà nó nằm bên phải đó. Là cái farm melon, farm dưa đó. Mình sẽ cố gắng đẩy nó lên, hoặc là hoàn thành cái này cho xong đi đó. Mình sẽ đẩy nó lên tầng 3 hoặc tầng 4 gì đó. Ok. Thì nếu mà thích video mình này, nếu mọi người thích video này của mình hãy nhớ like, share, giúp mình nổi tiếng hơn, chứ là động lực cực kỳ lớn cho mình làm những video tiếp theo hơn ấy. Ok, bye bye mọi người. Một mắt cho mình chào tạm biệt mọi người. Bye bye.